Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh AS Mobile. Thì hôm nay mình sẽ đi run cùng với quân đoàn AFK. Vâng. Ui, một phát bay lên trên đỉnh trái banh luôn nè. Kinh chưa, kinh chưa, kinh chưa. Kinh dị, đây là những bộ phim kinh dị nhất hôm nay. Thì sự có mặt của Kobile và kênh của Kobile mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Thì liệu rằng mình với Tem có thể lấy được top trong cái ván đấu ranh này hay không, các bạn hãy chờ xem nhé. Top 1 thì dễ rồi, không top 1 thì top mấy cô Bi? Không top 1 thì cũng là 2 số 1. Vậy đâu đây? Khu dân cư cho nó nhiều đồ nè. Hoặc là xưởng, khu dân cư đi. Đảo dừa anh ơi. Đảo dừa hả? Ok. Đảo dừa bay không tới đâu. Ok. Đảo dừa đủ đồ team 4 không? Ok. Cái gì mình đi bộ qua, cái nhảy không tới đâu. Vậy, để coi coi. Nhảy không tới đâu. Nhà máy điện cũng được luôn đi, nhà máy điện đi. Ok. Nhà máy điện hả? Ừ. Nhà máy điện nha. Nhà máy điện hơi thiếu đồ. Nhà máy điện. Nhà máy điện có ha. Hai đồ tăng dép. Ừ, rồi có hai tem nữa em ơi. Vãi liền. Đừng gãy nha anh. Đậu phộng hên xui. Hên xui. Đứa nào cầm súng trước thôi. Mới vô gãy là hổn lắm đó. Anh có con dao rồi. Thôi lên. Anh có một con dao. Anh có một khẩu súng. Thằng này hoảng à. Đau bụng à. Đau. Địch bắn thùng dầu. Qua đây bảo kê Diễm. Diễm đâu? Tại vì nó bay qua kia hết rồi anh ơi. Nó bay qua đảo dừa hết rồi. Không có đâu. Nó còn lãng vãng đây thôi. Yên tâm đi. Có khẩu sọc gun nè. Đến coi coi nha. Trời, lút hết đồ rồi ha. Kinh thiệt. Như băng đạn ha. Có người. Đâu? Như băng đạn 2 với tay súng 2 nè. Băng đạn 3 với tay súng 2 nè. Anh ơi. Xài đi em. Từ từ đi. Dư. Nó trong nhà kìa. Anh nói nhà đi. Rồi, anh thấy rồi. Nó ra nó nhìn anh cái rồi nó chạy vô. Rồi bên kia bắn đi, thoải mái đi. Hay quá. Kinh. Hiểu rồi. Gồng. Đâu rồi? Đó. Cảm ơn đã cho cái ba lô hai. À, phong lựu nè. Đấy. Không, nó ra nó thấy bộ đồ đẹp quá nó sợ. Nó biết anh hay gì á, nó ra nó hóng anh cái rồi nó chạy vô. Nè, chụp hình cái mà bị phát hiện rồi. Ơi, nhưng đồ lắm gì. Ơi à, coi mít ai ồn nha, mít ai ồn kiểm tra giùm nha. Mít ai có quạt tắt nha. Mít em á. Đậu phộng. Cái đồ tăng giáp bên kia có ai lấy chưa? Chưa phải không? Chưa lấy. Chưa có giáp để tăng luôn á, đậu phộng. Để anh qua lấy. Tăng lên như bánh xe tăng nè. Dư một cái bún bánh nè, lấy ông Khang ơi. Lấy anh ơi, em dư cái băng đạn 3 với tay súng 2 nè. Quay lại, đằng sau. Quay đầu là bà cho anh băng đạn xuống trường nữa. Ok anh. X2 anh. Có ai có X2 chưa? Chưa, anh chưa có. Dục đây đi, nè. Cứ dục đi. Anh lụm cho. Ủa, em chưa có giáp luôn á. Lướt một khu còn dư cái giáp nữa nè. Nó nói chỗ này mẹ nó bần lắm luôn á. Thề luôn á. Rồi xuống đây đi. Qua khu dân cư nè. Không có. Nói đậu đậu không nghe lời anh bán lúa giống. Bữa gặp hát là đậu phộng teo lắm. Mệt lắm. Đúng luôn, đi tem 4 gặp hết nhiều lắm. Có buổi tối nè, đỡ gặp. Qua khu dân cư nha. Gì đây, Ngân? Xui xui thì gặp.
xui là gặp thôi chứ không phải em. Đúng rồi. Em chứ... sáng em đùa với anh Quá Nhi cũng gặp mấy trận. Xui là gặp thôi. Đập nó luôn, gặp hết rồi cắt lỗ tai nó liền. Cho nó đau bụng liền. Con xung bơm á. Xung bơm anh, má xung bơm chị nó được. Có mà 79 Diễm cầm á. Alo 2 nè. Đây đây. Mấy em giật vải trưởng rồi. Khẩu sấy ở trên lầu nha. Ba lô 2 đâu? Ba lô 2 lấy rồi. Không. Diễm lấy hay gì vậy? Ủa đây đậu nó lút hết rồi. Đậu phộng Diễm. Đậu phộng Diễm. Diễm là con điên. Phải chửi vậy á. Ba lô 2 nè. Nhà gỗ. Ok thấy rồi. À, cái bắn kìa. Thanh niên. Nhiều lỗ anh. À thấy rồi, em thấy nó rồi. Nhiều lỗ. Nhà nhà hai tầng. Nhà hai tầng. Em thấy nó rồi. Anh thấy nó rồi. Kìa hai thằng luôn. Nó đâu? Gục bằng chiếc cửa nha, gục bằng chiếc cửa nha. Còn còn rồi, còn trong nhà gỗ đây, trong nhà gỗ đứng 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 nha rồi. Trời giáp ba. Trời. Được rồi. Ủa, bắn cái giáp ba luôn rồi. Ôi vãi trưởng, em bắn gục thằng này mà sao bị két hả? Đậu thằng nào anh? Bắn cái giáp ba rồi, đấy. Con nàng. Giáp ba bay rồi, thôi em chưa có dám lấy đỡ được. Mèo mỏ có không? Đúng rồi, dù gì mình cũng nghèo rồi, nghèo thêm cũng được. Mình nghèo rồi mình phải bần theo đúng không? Dạo này mấy cái nhà này không nhảy lên được nha, buồn ghê. Không có giáp rồi. Em nhớ không biết hôm nay em đổi cái skin BD hỗ trợ này có may mắn hơn không? Ở đây có xác nè. AK-47 này xài không? Đang sai rồi. Em bắn luôn. Nè, đẩy xe thùng rác này tới cái thùng đỏ giùm anh với. Đẩy giùm em một cái. Đẩy hộ em một cái. Một cây làm chẳng lên non à, anh. Đi hai người kia lại á. Ê, lật chiếc xe này lên không? Lật ngược chiếc xe này lại không? Phụ anh đi Kobe. Thôi anh. Phụ anh, okay, phụ anh okay, bên okay, bánh bên này nè, hai bánh nha. Rồi, hiểu rồi. Biết rồi, biết rồi. Lật nó khó. Hơi khó. Đấy, lật. Đẩy hộ, đẩy hộ. Đẩy đến. Đậu xanh đó. Đậu xanh đó. Không lên được anh ơi. Lên nửa chừng nó rớt xuống. Rồi đẩy, một người đứng lên đẩy, để anh đẩy cho. Đậu phòng nữa. Ôi đi quên xưởng anh, ăn mấy xưởng đó luôn. Đi. Kiếm cái giáp mới. Đây, vô đây hơ mông. Đâu, hơ mông. Hơ mông. Lập Diễm ơi. Chị ơi. Đâu rồi? Diễm đâu? Chị Diễm ơi. Diễm ngheo đá. Diễm ơi, nó làm này. Gì vậy? Nó làm gì đứng đó vậy? Chị ơi. Thôi kệ đi, đốt đi. Này nó... Đốt đi. Mất đấy. Wi-Fi rồi anh. Chị mất Wi-Fi rồi. Đậu phộng, Wi-Fi gạch chéo rồi anh ơi. Cái lồng bàn này là nó. Xong rồi. Cái lồng bàn. Ai giống tin thử chị coi. Đậu phộng mất Wi-Fi. Mất Wi-Fi ngoài bo nữa mới đâu chứ. Còn điên. Thôi xong rồi. Thề luôn á. Đang bắn mất wifi. Bệnh, bị đau bụng quá. Nó quăng hết đồ rồi nè anh ơi. Lụm đi. Có giáp không? Không, có giáp 1 bị này bị nhà. Thôi, bỏ anh. Hình như nó bị cái gì á. Nó bị đau bụng. Nó quăng. Nó bị ấy, nó quăng hết đồ sẵn ra luôn rồi mà. Đồ không hành quá. Tí nữa mất một đống đồ. Hình như nãy là xưởng cơ khí nó qua nó ly khu dân cư á.
Đúng rồi, mình lia tiệm đó. Mình lại á, mình lia nó. Ok. Hay hết rồi. Đó. Mình thề luôn, đi đánh với anh không gặp hách, cũng gặp cái này cái kia. Không gặp hách, cũng gặp hánh. Bữa anh nhớ có cái đống cỏ nào mà mình nằm xuống dưới cái xong rồi nó mất luôn ta. Mình nằm xuống dưới đống cỏ luôn. Em không biết. Có luôn á. Có. Cẩn thận thủ trọ nha. Cẩn thận mấy thằng thủ trọ á. Đúng rồi. Em đi đánh ít khi em lại trồi nữa. Có thằng thủ trên này nè. Buồn quá, chán quá, bắn vài tiếng súng cho vui đi. Cho vui tay. Vắng quá anh. Ừ. Đã nhảy kho ha. Ừ. Ủa anh đi đâu mấy cú rồi không? Không để nó bay cản anh. Lên 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 đồi đi, lên đồi đi. Ủa, ok. Mẹ, em để ý dạo này em chơi cái đảo quân sự đường bay nó qua kho lắm nha. Đúng rồi, nó bay cản với... Ít quá bay luôn. Nó bay từ làng không được không ạ? Ý giáp ba mới. Điên. Phải chữ nhìn vậy. Quá thành niên. Mày á mừng thiệt chứ. Ơi bên đồ kia có người kìa. Nó chạy ra nhà gỗ quá. Con nào Nghe nhà gỗ. Nhà gỗ đi đâu bên kia á. Gốc cây bắn đi thoải mái đi. Quất rồi Quất rồi á. Thoải mái đi. Đúng rồi. Okay. Nằm xuống rồi, phải nằm phải ngồi xuống. Âm anh ơi. Ông luôn anh. Đấy, đục. Bỏ chạy. Đúng. Cứu đi. Bỏ đi. Đậu phộng. Thằng hát này. Phun máu rồi, nó bắn phải cục luôn kìa. Nó đâu vậy? Mới chừng đầu thì cái càng nãy em với anh bắn anh. Giết luôn. Anh hết đạn rồi. Giết hết luôn đi. Rồi đi. Đúng rồi, thằng mafia. Xuống xe của em có đạn anh. Ê, còn. Lên lại. Phía bên tay trái anh ơi. Ok. Tay trái anh có không? Xác em có đẻ á. Xác em đâu? Tay trái anh. Ơi, có thằng sau lưng nè. Thằng xe anh nè. Có thằng sau lưng nè, nghe nhà lờ sau lưng nè. Ok. Nhà lờ sau lưng nè, khe. Đó ngoài bò. Rồi, ok. Sau lưng gục. Rồi, được rồi. Để em chiếc kìa. Đang chọi anh. Từ rồi. Hai hàng chỗ bên kia rồi, tìm khác nha. Từ công sao? Từ công sao? Đâu xác em đâu, cô Bi? Đậu phòng đó. Bỏ. Rồi, quỷ dữ bắn rồi. Kinh vậy? Khen quá. Ơi, bên kia đồi còn kìa. Đông lắm anh. Bỏ, để anh bỏ ra. Lên bo trước đi. Anh hết đạn rồi. Kinh vậy? Quỷ dữ liền. Có hát không vậy? Còn hàng nữa. Xuống nhà chứ là lấy đạn đi anh. Okay. Xuống nhà chứ là tay trái đó, không xét trước mặt đó. Ok. Đâu chưa? Sau lưng anh. Chỗ quỷ dữ kìa. Đâu, thấy đâu? Ô trời, bắt anh lé thật luôn rồi. Em lấy hết rồi anh ơi. Còn có một thằng bên bển anh, còn có thằng bên bển này qua bên giết nó lấy đồ anh ơi. Ok. Nhà gỗ xuống đồi anh. Ok. Qua bển nhiều xác lắm, 6-7 xác bển anh. Cái thằng hát nó bị tem khác nên mới ấy á. Kìa. Nó dùng xe. Tem khác à? Có thằng xe anh. Có thằng sau lưng. Xe tem khác anh. Giết luôn xe. Kinh, quỷ dữ bắn kinh quá. Ơi, con kìa. Chủ điện anh. Trong nhà, trong nhà, trong nhà,
anh. Má. Cứu, cứu anh ấy. Anh bỏ ra. Bắn nó đi, bắn nó đi em. Bắn nó đi. Được rồi, ok, bắn đi. Chạy được không anh? Được chứ. Được, chạy được, chạy được. Hai thằng nha. Hai thằng nha, hai thằng nha. Chạy vào đi, chạy vào đi. Ôi ôi, căng quá anh ơi. Từ đi. Wow, ủa càng nha, càng đấy em bắn gục luôn á ta. Ủa đam bắn tao ấy hả? Rồi, hay hay hay, lê lê lê. À thôi thôi, giờ mình mới biết là team mình có người bắn ghê vậy luôn á. Lâu lâu được, lâu lâu được mấy pha highlight kinh nhữ. Lâu lâu hợp phong thủy anh. Ờ, hợp phong thủy á. Lâu lâu anh cũng có mấy pha vậy đó em. Đồng phong anh. Cậu mà sao em bị thằng khác nó giết? Cậu phải luôn full máu mà giáp dũng đầy đủ mà một viên gục luôn. Em không biết hả? Tại hoa đó nó không bắn em, cũng không biết nó có không. Trời ơi, mới nghe đi một cái anh nằm luôn mà full máu nha. Ảo nha, ảo gì à? Hoa đó anh có mất ngủ không? Không. Vậy chắc khác không em? Có phi hai đó xong rồi mà, nó bị cái gì? Nó bị cái gì? Ừ, ơi trên đồi hướng SE. Thôi với các bạn mà đi đây. Ở đây anh. Nhà L anh. SE trước đi qua qua SE trước đi, nhà L bỏ, nhà L sau kia lòng mà. Không, nó không tiếp cận tới tới cái xe luôn rồi nè. Tới chỗ mình rồi. Vô em rồi, vô em luôn à. Vô quỷ dữ rồi, qua chỗ em. Quỷ dữ lo được mà. Rồi, SD còn SD trên trụ điện. Đi vô máu em. Đi vô máu em. Hình quá được cực điểm rồi. Hình quá. Ôi đâu anh? Gốc cây, gốc cây, gốc cây. Gốc cây hướng AF bắn. Gốc cây ngay cục đá to. Ừ, gốc cây phía bên tay trái em. Gốc cây tay trái em. Ừ, gốc cây ngay cục đá. Gốc cây ngay cục đá to luôn á. Ở đây hả? Ừ. Kìa. Ủa, cái anh trúng đầu, anh trúng đầu, anh cứu em cái trúng đầu. Hai hướng, hai hướng, hai hướng. Từ từ bò vào, bò vào, bò gần vào, bò gần vào. Má. Sau lưng nó nhắm đầu em, mình sau lưng nó nhắm đầu hàng chi, phải chưa? Có thằng bên kia nữa đó. Ôi, được. Sau lưng anh. À, nhắm đầu. Anh để. Thằng kia ngoài bò. Ủa, đằng sau lưng nhắm đầu hèn chi. Đó đó. Kìa kìa, chạy bao kìa. Anh nằm xuống anh. Hay quá anh ơi, 1-1 anh. 1-1 anh, hai lai anh ơi. Anh này em đang gánh teo. Hai lai đó, nó ngoài bo rồi, nó ngoài bo rồi. Nó đứng ngoài bo, nó bắn anh. Gốc cây bắn nó lại mấy cái là chết anh. Không, hay gốc cây anh. Bơm anh ơi. Còn một quả duy nhất đó. Top 1. Bắn anh, bắn anh, chị. Yếu rồi anh, yếu rồi. Xong. Hay quá anh ơi. Khi đồng đội nằm xuống thì lúc đó AS mới thể hiện. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Ồ, giết 10 mạng luôn kìa.